cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Các cụ mợ ơi, hôm nay bố con nhà cháu lại chào mừng các cụ mợ đến với... Ở đây là gì con nhỉ? Ở đây đó là cỏ garden. À, cỏ garden. Một cái villa này cũng rất là đẹp đúng không? Vâng. Rất là nhiều cỏ, cho nên là nên mới tên là cỏ hay sao đúng không? Con nghĩ thế bởi vì ta thấy ở đây cái vườn cỏ phía trước đằng kia nó rất là rộng. Ngoài ra ở đây có rất nhiều các cây ăn quả nữa và con đang trông chờ tí nữa bố con mình nấu xong là con ra kia con sẽ chọc mít đấy. Chọc mít đấy. Bổ đấy. Lấy được một cái không gian thoáng đãng như này mà làm món nướng thì rất là tuyệt vời. Thế là ngày hôm nay bố con nhà cháu lại gửi đến các cụ mợ một món ăn rất đặc trưng và nó món cổ truyền của người Hà Nội, đó là món bò nướng kim tiền. Bố ơi, thế thì cái món bò nướng kim tiền này đúng không? Ừ. Thì tại sao nó lại có một cái tên gọi như vậy nhỉ? À, các cụ đặt là bò nướng kim tiền là kim tiền tức là đồng tiền vàng. À. Thế mà khi mà mình cắt miếng bò ra nó như cái đồng tiền vàng ấy thì gọi là bò nướng kim tiền. Thế thì để mà làm được món bò nướng kim tiền này thì thứ nhất là con phải chọn bò thăn, một cái thăn rất là to như này. Xong bắt đầu con thái lạng nó ra, thái mở vở tức là thái không đứt ý. Xong là con phải dần cho nó mềm để con mới cuốn được thịt bò vào. Nhưng mà đối với món này thì cái phần thịt nào con bò ngon nhất? Thì là phần thăn ạ. Đúng là phần thăn to. Con lấy cái phần thăn to thì là làm rất là ngon và ngoài ra nó còn có cả mỡ phần. Mỡ phần thì mình sẽ luộc chín với một chút đường như này. Đấy. Mỡ lợn, đây là mỡ lợn hoặc là gọi là mỡ thăn ấy. Thì mình sẽ luộc chín với một chút đường như này, sau đó là mình sẽ tí nữa mình thái con chì ra để mình cuốn với thịt bò. Vâng. Và cái cả lạp sườn. Lạp sườn đúng không? Con thì vẫn hay gọi là lạp xưởng. Lạp xưởng thì là người ở trong Nam thì người hay gọi là lạp xưởng, nhưng mà người Bắc thì hay gọi là lạp sườn. Và cái món này thì không thể thiếu được gan lợn. Gan lợn đúng không? Gan lợn thì chọn các cụ mợ chọn gan nếp ý, thì là nó là một cái loại gan ngon, rất là ngon và khi chúng ta nướng lên nó không bị khô. Đấy. Bởi vì bình thường con ăn hay ăn gan ở nhà ngày xưa bố mẹ nấu thì kể cả xào với giá đỗ các thứ thì nó vẫn không bị khô. Ăn bị khô. Từ cái gan đấy, nhưng mà cái gan nếp ý, nếu mà chọn được cái gan nếp mà nó nhỏ nhỏ như này. Cái lấm tấm nó nhỏ thì ăn rất là nó béo, nó có cái độ béo riêng. Ok. Và cái món bò nướng kim tiền của nhà cháu thì không thể thiếu được nước cốt hành, nước cốt tỏi các cụ mợ nhá. Đây, cháu đã phải giã hành, giã tỏi ra, xong là bắt đầu vắt lấy nước. Như là cái món, con nhớ cái món gì không nhỉ? Chả cá lã vọng. Đúng rồi, mình làm nước cốt nghệ, nước cốt riềng. Còn đây là nước cốt hành, nước cốt tỏi. Đấy. Thật sự là bố rất là kỳ công trong công đoạn đấy, mình chuẩn bị tất cả cái nguyên liệu này cho món ăn. Thật ra thì kỳ công nhưng mà mình khi mà mình giã nước cốt như này thì cái món ăn của mình con thấy là thơm hơn hẳn đúng không? Ngon hơn hẳn và nướng lại không bị cháy nữa. Đấy chính. Đúng rồi, mùi vị nó rất là khác và nó thẩm thấu rất là nhanh. Và cái món là bò nướng kim tiền của nhà cháu thì cháu còn có thêm tím lạc rang với tí hành phi để rắc lên trên cái cụ mỡ nhá. Món này rất là ngon và để ăn kèm hoặc là bày cho nó đẹp thì chúng ta cần có một chút cà chua dưa chuột để ăn cho nó đỡ ngán ngấy con. Đúng rồi. Đấy, thế các cụ mợ sẽ chọn cho cháu là thứ nhất là chỗ này là bò thăn là 300g. Lạp sườn là cháu sẽ chọn 3 cái. Mỡ phần 200g và gan lợn 200g để chúng ta làm bò nướng kim tiền. Và bây giờ sẽ tiến hành làm cho các cụ mợ nhé. Bây giờ nhá, thịt bò, các cụ mợ ơi, thịt bò chúng ta mua chọn cái thăn to như này nhá. Xong đó các cụ mợ sẽ thái mở vở. Đấy, thái mở vở là thái không đứt ý ạ. Đấy, thái mở vở như này và dày khoảng độ 0,5cm thôi ạ. Như thế này. Đấy, chúng ta được một miếng bò rất là to. Đấy, các cụ mợ nhìn đây này. Mở vở là không đứt. Mở vở là không đứt, như cái vở này mở ra này. Ok. Đấy, thế sau đó chúng ta sẽ lấy búa dần để chúng ta dần mềm hai mặt như thế này. Đấy. Đây, chúng ta sẽ lấy búa dần nha. Sau khi mà chúng ta thái xong rồi chúng ta sẽ lấy búa dần này. Dần cái mặt phá này trước này, cái mặt đinh này trước này. Đấy. Như thế này. Đấy. Dần nó như này. Xong. Đấy, xong rồi lật ngược lại. Chúng ta lại dần lại cái mặt này của nó. Như này dễ giúp cho cái miếng thịt bò của mình nó mềm hơn. Đúng rồi, nó mềm và con quấn nó cũng dễ. Đây này, tí nữa con quấn vào như này nó rất là to và nó dễ. Đây, chúng ta sẽ cho vào bát luôn. Và bây giờ bố sẽ thái xong là Đăng sẽ dần nhá. Rồi cái phần mà nếu mà chúng ta đâu cái phần này nó bị mỏng quá thì chúng ta sẽ đặt nằm nó xuống các cụ lạng cho cháu nha. Lạng mở vở nha. Đấy như thế. Chọn cái thân to là phải nhà cháu là phải chọn chứ không lấy cái thân bé ạ. Thế nên là phải cắt ra chứ không mua được cả một cục. Ừ.
thân này có cả những cái đoạn trắng đấy. Cái đoạn gân sơ một chút thôi, không sao đâu con ạ. Cái gân thân thì nó cũng mềm mà. Nhìn nó rất là ngon luôn. Đấy, cái đoạn này thì chúng ta lại lạng mở vở ra. Đấy, nhưng mà cái phần này nó nhỏ thì chúng ta lại phải lạng tiếp hai lần. Đấy, đến phần này thì lại lạng ra. Đấy. Thì nó lại được một miếng to. Đấy. Bây giờ đăng dần đi. Ok. Nào, tập thể hình. Con tập thể hình. Cầm tạ thì con cầm dần. Dần và dần từng thứ từng miếng một. Dần hai mặt luôn. Cái phần này nó hơi dày, con dần mềm một tí nữa. Đấy, đúng rồi. Rồi. Đấy, con lật lên, con dần tiếp, đúng rồi. Cái phần này nó rách không lo đâu, nhưng tí mình gói vào thì nó vẫn nằm ở trong cái phần mình gói. Đấy. Rồi, đấy. Cho vào đây, để tí nữa chúng ta ướp. Và bây giờ bố con nhà cháu sẽ ướp thịt bò các cụ mợ nhá. Ướp thịt bò ở đây, chỗ này là 300g bò thì chúng ta sẽ ướp với độ là nửa thìa cà phê, bột canh hay còn gọi là gia vị hay là bột súp gì đấy. Nửa thìa thôi nha con nhá, thịt bò về bản chất nó cũng đã đậm rồi. Nên là chúng ta sẽ không ướp nhiều. Một thìa cà phê hạt nêm. Một thìa cà phê tiêu. Bò là phải có tiêu. Đúng rồi, đấy. Rất là thơm, đúng không? Nhưng mà nhà nào có trẻ con thì các mọi người cho vừa tiêu thôi. Một thìa cà phê mì chính. Hoặc là mình có thể không cho đợi lúc ướp thì mình có thể lúc mình khi mình nấu chế biến xong rồi thì mình ai ăn kèm vào thì rắc lên sau. Đúng rồi. Đấy. Một thìa cà phê đường. Đấy. Chúng ta sẽ ướp những cái gia vị khô này trước nhá. Và bây giờ Đăng sẽ giúp bố là con sẽ xoa xoa đều vào từng cái bò này nhé, cho con không đảo lên. À ok. Nhưng mà tại sao mình phải xoa thế bố cha? À tại vì là cái bò này chúng ta đã dần mềm rồi, nếu mà con cứ vò đảo đảo lên là nó hay bị rách miếng bò lắm. Thế nên con phải lật từng cái lên. Lật từng cái lên xong rồi con cứ tẩm với gia vị vào xong là con xoa từng cái cho nó đều. Đấy. Cái công đoạn ướp bò này nó hơi có một chút cái cầu kỳ một chút các cụ mợ nhá. Tức là chúng ta sẽ phải ướp từng cái một luôn. Đấy. Được cái miếng nào thì con để riêng một góc xong là con làm các miếng khác nữa. Đấy, từng miếng một các cụ mỡ. Chúng ta sẽ lấy tay, chúng ta sẽ sát đều cái gia vị lên từng miếng một như này. Xong túi nữa chúng ta sẽ tiếp thêm những cái gia vị ướt nữa để cho nó làm tan đều cái gia vị khô này, nó sẽ ngấm vào thịt bò nhanh hơn. Cụ mỡ ơi, bố con nhà cháu ướp cái gia vị khô rồi nhá. Bây giờ cháu sẽ cho khoảng độ nửa thìa canh nước mắm này. Thịt bò nó đã đậm nhưng mà cho thêm tí nước mắm vào để tí nước nó nướng cho thơm ạ. Thơm ngọt nữa. Đúng rồi. Và tiếp đó là chúng ta sẽ cho khoảng độ 1 thìa canh nước cốt hành. Tại vì chúng ta nướng mà. Và nước cốt tỏi thì chúng ta sẽ cho 3 thìa canh nước cốt tỏi. Các cụ mợ đừng sợ là nó bị mặn nhé. Tại vì là nước cốt tỏi đến 3 thìa mà nước cốt hành 1 thìa cơ ạ. Thế nên là rất là ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lại ướp tiếp để cho thịt bò nó ngấm ạ. Tăng xoa đi. Đúng rồi, con vẫn phải lật, con xoa xoa. Mà mình ép nước như thế này lúc mình nướng thì không lo bị cháy. Không lo bị cháy, đúng rồi. Với cả nó cái thời gian nó ngấm cũng nhanh. Thay vì mình sẽ phải để cho nó ngấm khoảng nửa tiếng thì bố con mình chỉ để cho 5 đến 10 phút là mình bắt đầu mình dán qua và mình nướng được rồi. Đúng rồi. Chứ còn bình thường mà cứ phải lo là tỏi hành cháy xong để lại cặn thêm miếng thịt bò thì nó không được đẹp. Không được đẹp, với cả nó đen nữa. Đen là đắng. Nó đắng, đúng rồi. Mà ăn những cái chất mà nó cháy đen như vậy nó hại cho sức khỏe. Thì lại ung thư. Thế nên là đấy các cụ mợ đấy, con nhà cháu là về làm cũng làm về ẩm thực nên là cháu nó biết rất là nhiều về cái kiến thức về ẩm thực đấy các cụ mợ. Mà trẻ như này, mà bạn này bạn cũng hay nấu ở nhà nữa, thế nên là rất là thích nấu nướng. Khi mà bố con cháu đã ướp thịt bò xong như này rồi nha các cụ mợ, để cho cháu ngấm khoảng 10 phút. Bây giờ cháu sẽ thái lạp sườn, thái gan và thái mỡ phần các cụ mợ nhé. Các cụ mợ ơi, lạp sườn thì cháu dùng 3 cái này và cháu sẽ cắt đôi thôi nhá. Để mình sẽ cuốn cả cái luôn con ạ. Mình cuốn cả cái đôi. Đúng rồi, cả cái này vào trong cái bọc cuốn của mình luôn. Thế con đang mở tựa là cái cuốn của mình sẽ khá là to. Khá là to, đúng rồi, thì nó như là cái đồng tiền đấy mà con. Đấy. Và cái mỡ phần này thì các cụ mỡ luộc chín với cháu, cho cháu với một chút đường nhá. Để cho mỡ nó trong. Đấy, các cụ mỡ luộc chín xong bắt đầu các cụ mỡ thái con chì. Con chì ở đây là các cụ mỡ thái cho cháu là nó sẽ là 1, 1 và 6. Tức là vuông 1, rộng 1 đấy ạ. Dày 1 và dài 6. 6 đến 7 là được, đấy như này. Bằng đúng cái khổ thịt bò ấy ạ. Như này này các cụ mỡ này, đấy. Tức là chiều dài của cả mỡ với lại cái lạp sườn bằng nhau, bằng cả nhau. Gan cũng thế. Đấy, gan lợn cũng thế. Nhưng mà mỗi cái mỡ này thì chúng ta chỉ luộc cái thôi con ạ. Mình chỉ luộc qua thôi đúng không? Luộc qua cho nó trong trong lên một chút thôi. Đấy, như thế này.
mọi người thì rất sợ ăn mỡ lợn, nhưng mà con thì thi thoảng có ăn mỡ lợn vì trong mỡ lợn tôi thấy là có rất nhiều canxi và các khoáng chất khác. Đúng rồi, hoàn toàn là rất là bổ. Đúng rồi, không phải là mình ăn quá nhiều, quan trọng là mình ăn bao nhiêu và mình ăn đúng liều lượng. Đúng rồi. Đó. Và mình phải có sự luyện tập nữa con ạ. Gan lợn nha con nhé, cũng thái như mỡ nhá. Vâng. Thì con lợn lợn đây, mình sẽ thái như mỡ như này. Lạng nó ra. Lạng dày một phân. Đấy, như này. Đấy. Xong đây con chỉ thái các cái chiều dài này xong rồi. Đấy, thấy chưa? Rất là nhanh. Con nói gì nói, con rất thích là nhìn các đầu bếp này, nhìn bố cầm dao, mọi người xử lý dao một cách rất là nó rất là điêu luyện. Nhiều người ví dụ như trong gia đình con thì có những cậu mợ hay thứ gì họ hay nấu, họ sợ vào tay đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì là đúng là cái khi mà là mà dùng dao này thì nó đòi hỏi người ta cũng vẫn phải có kỹ thuật. Đúng rồi. Để khi mà người ta cắt nó không bị cắt vào tay hoặc là bị thương. Đấy. Thực ra ví dụ xem phim Hàn Quốc thì mình có thể thấy là thi thoảng là người ta đóng phim người ta gọi cứ vào tay nhẹ một cái chảy máu, trông rất là có vẻ đáng yêu, nhưng mà thực sự nếu mà trong lúc mà mình nấu ăn mà mình sơ suất một chút ạ, mình vào tay thì nó khá đau đấy. Đúng rồi, khá là đau. Và quý vị và các cụ mợ là nên chú ý cái vấn đề mà cầm dao như này này, vì là cái này nó đến an toàn lao động và đến cả tính mạng của chúng ta nữa, nên là các cụ mợ rất là cẩn thận khi mà lạng hay là thái những cái như thế này. Bây giờ bố con cháu sẽ cuốn thịt bò vào, nhưng mà có một cái vấn đề là nếu mà các cụ mợ chỉ nướng không trên than hoa ấy thì các cụ mợ ướp dầu vào đây luôn. Ướp dầu ăn vào để cho thịt bò nó mềm và nó bóng luôn. Còn nhà cháu thì có một cái kinh nghiệm là nhà cháu cứ rán sơ trên chảo, sau đó nhà cháu mới nướng trên than hoa thì nó vừa chín nhanh mà nó lại không làm không khô bò nữa. Đấy, thế nên là chúng ta sẽ không cần cho dầu ăn vào đây mà chúng ta chỉ việc là cuốn luôn thôi. Và các cụ mợ nhớ cho cháu là cái này không đi đeo găng tay vào được đâu, các cụ mợ rửa tay thật sạch đi. Xong là các cụ mợ sẽ cuốn thịt bò vào cho cháu. Đây, một miếng lạp sườn này, một miếng gan này, đấy, một miếng mỡ này. Đấy, khi mà cắt ra thì cái nhân ở trong này thì nó như đồng tiền vàng ấy con ạ. Thế nên các cụ mới gọi là kim tiền là vì như thế. Đấy, xong là chúng ta sẽ cuốn vào như này. Các công nhận là khi mình dần thịt bò rồi thì mình cuốn thịt bò nó rất là dễ. Thì đây, cái cuốn đây này. Mình dùng cái gì để cố định cái này, bởi vì khi đặt lên chảo nó bị mở ra. À, chính xác, bây giờ bố sẽ dùng dây dù bố cuốn. À, dây dù à? Ờ, dây dù đây. À, xong là đăng là mình cuốn giò, mình luộc thịt. Đúng rồi, đúng các cái loại cuốn người ta hay dùng cái dây dù này. Xong là đăng sẽ giúp bố là đăng cuốn đi nhá, để cho bố buộc nhá. Ok bố. Đây, mình cuốn được cái đầu nó trước này con này. À, cuốn đầu rồi, cố định đúng không? Cố định lại một đầu, xong bắt đầu mình sẽ buộc vòng nó xuống. Đấy, như này. Xong bắt đầu là mình cầm như này, mình quấn cái bò, đấy, quấn đều nó xuống. Con thì lại đang cứ tưởng là cứ thế mình đặt lên là rơi tuột hết cả. Thì khi mà cái bò thịt bò nó chín, bao giờ thịt bò nó tác dụng với nhiệt độ bao giờ nó cũng nở. Nó nở là nó sẽ bung ra, thế nên là chúng ta sẽ phải quấn nó vào như thế này. Đấy. Rồi, đến đây thôi. Chúng ta chỉ quấn đến đây thôi, xong là bắt đầu chúng ta sẽ cắt và chúng ta gài cái dây này là xong. Đấy, thế thôi. Đấy. Rồi bây giờ đang giúp bố là đang quấn đi để cho bố buộc dây cho. Một miếng lạp sườn này. Một miếng gan, một miếng mỡ. Một miếng gan này. Đấy, các cụ mỡ nhìn này. Cái quấn của cháu này. Đấy. Đấy, con quấn chặt tay vào. Ok rồi, quá đẹp. Thực ra đây thì có thể một cái món mới và thêm vào trong những cái thực đơn hàng ngày của các gia đình. Của các gia đình đều được. Đó. Hoặc là cỗ ấy con. Đúng rồi. Cỗ có thêm một cái món bò nướng kim tiền như thế này thì lạ ăn mắt lạ miệng. Đúng rồi. Đấy, khách vừa đến nhà thì cũng thấy là tự nhiên có cái món này nó đặc sắc, nó mới lạ như thế này. Mà nó còn thể hiện được cái tài khéo léo của mọi người, người làm ra nó cơ. Tại vì cái món này nó cũng yêu cầu phải kỹ thuật, chứ nó cũng không phải là món dễ làm. Đúng rồi. Đấy. Mà nghĩ là con làm được thì chắc là các chị em khác cũng có thể làm được thôi. Đúng rồi. Tất cả, tức là nếu mọi người nắm được cái kỹ thuật đi, bố con mình hướng dẫn ý, thì chắc là mọi người sẽ làm được. Đó. Vì nó cũng đơn giản mà. Đấy. Cái mà quan trọng nhất là mình chọn được cái phần chọn được ngon. Phần thịt ngon. Đấy, cái phần gan. Đúng rồi. Rồi là cái cách mình xử lý đối với cái với miếng thịt bò, rồi cái mỡ, rồi là cách mình xử lý mình làm miếng bò như nào nó không bị rách. Và mình quấn lúc quấn lên là nó sẽ đẹp.
Bây giờ nhá, như cháu nói, bây giờ bố con nhà cháu sẽ rán bò và con cháu sẽ rán bò trước. Xong bắt đầu chúng ta sẽ nướng, rán qua để cho nó định hình và nó thành cái cuốn và nó sẽ và nó không bị tung ra nữa. Khi định hình thì chúng ta sẽ nướng và nó nhanh chín mà nó lại còn không khô nữa. Bây giờ xong còn cháu sẽ cắt dưa chuột, cà chua để chúng ta tí nữa decor đĩa nhìn cho nó đẹp. Okay. Bây giờ dầu là được rồi đấy, con thử cái đũa vào xem. Nếu mà cái dầu, cái đũa mà nó có cái sôi sôi ấy. Để biết được cái dầu này nó đã nóng hay giãn chưa thì mọi người có thể thử cách là hơ tay ở trên này. Cảm giác cái nhiệt độ nó như nào. Hai nữa là mọi người có thể thử chọc cái đũa vào đây. Thì nếu mà thấy những cái bọt li ti nó sủi xung quanh cái đũa đấy thì tức là dầu của mình đã già và đã đủ để cho mình thả những cái thịt hay là những đồ chiên rán vào rồi. Đó. Đấy là một cách thử dầu đấy, có cùng mờ ạ. Ok, giờ con đã... con gắp vào đi, con thử ra được chưa đi. Được chưa? Một chút nữa. Thế để cho một chút đi cho dầu nó nóng hẳn đi, xong con cho vào con rán nhỏ lửa thôi nhá. Con om nhỏ lửa thôi. Để cho nó xe mặt và nó chín ở phía trong cái, xong bắt đầu mình sẽ mang ra mình nướng. Mình nướng vàng lấy mặt thôi. Đấy. Còn cái dưa chuột này chúng ta sẽ thái lát như này, bày đĩa để ăn cho đỡ ngán đấy mà. Thái lát mỏng như là các chị em hay đắp mặt nạ. Đúng rồi. Và cà chua chúng ta sẽ thái vài cái lát tròn như thế này để chúng ta bày ăn kèm. Đấy, dầu được là chúng ta sẽ cho vào nhá. Các cụ cho thịt bò và các cụ vừa đảo qua cho cháu luôn nhá. Con cho tất cả vào luôn đi, cứ cho vào vào đi. Bây giờ nhà cháu đã, bố cháu con cháu đã thái rán sơ qua như này nhé, rán sơ này. Bây giờ chúng ta lấy kéo cắt dây đi con ơi, bỏ hết dây dù ra. Tại vì lúc này là không cần định hình nữa rồi. Tại vì là cái thịt bò của chúng ta nó đã thành hình rồi. Nó sẽ không bị tung ra nữa. Đấy. Chúng ta cắt hết cái phần dây của nó đi ạ. Các cụ nóng lắm nha, các cụ cắt cẩn thận. Con ngửi thấy thơm không? Thơm luôn ạ, rất là thơm. Cảm nhận được tất cả các gia vị nó ngấm vào. Ngấm vào cái miếng bò đúng không? Mùi của nó rất là lạ nữa. Đúng rồi. Thực sự là con không biết là con chưa từng ăn những cái món trước đây trên kênh bếp nhà cháu của bố như thế nào. Nhưng mà con thấy là những cái món ăn mà khi con ở với bố được bố nấu cho ăn thì thực sự rất là khác. Thực sự rất là khác lạ. Rất là khác, thật ra thì nó cũng là cái kỹ thuật nấu như thế thôi. Nhưng mà mình giả dụ như đấy, như bố nói, mình chỉ cần là thay vì mình làm hành tỏi giã thì mình làm nước hành, nước tỏi thì mình ướp vào thì nó sẽ khác hẳn luôn. Món ăn nó sẽ rất là khác. Đấy, đây bố con nhà cháu sẽ nướng trên than hoa các cụ mợ nhá. Đấy, nướng xèo xèo. Đấy, bây giờ sẽ nướng xèo xèo này, nướng cho lên cái màu đẹp. Đấy, và khi đấy, bắt đầu mùi lên được đấy. Thì nước này mình tưới thì bắt đầu mình tưới lên một tí bò để cho nó ngấm thêm và nó bóng thêm cái miếng bò. Đấy. Quan trọng là than hoa của con phải hồng một tí đấy thì là bắt đầu nó sẽ đúng chuẩn là thịt bò BBQ ngoài trời luôn như ở bên nước ngoài luôn nhưng mà ở lại Việt Nam cơ. Đó. Đúng rồi. Một hương vị ẩm thực Việt mà rất là thơm đấy, cứ các cụ mợ thơm lắm ạ. Đấy. Đang lật đi. Lật nhẹ nhàng nhé, lật cái phần này xuống dưới trước này. Không nó rơi ra đấy. Đấy. Bây giờ mà rơi ra là không ăn được luôn đây này. Không ăn được luôn. Đấy, đúng rồi. Đấy. Không, bắt đầu chúng ta sẽ dưới tí nước này vào nhé các cụ mợ nha. Đấy. Wow. Đấy, thơm lắm ạ. Thơm thật. Cái nước mà ở chúng ta khi mà rán nó chảy ra ấy ạ. Đấy. Có thể cái mùi nó rất là thơm rồi. Đấy. Đúng rồi. Giá như mà YouTube có mùi thì các cụ mợ sẽ ngửi được cái mùi này nhỉ. Nói chung là những cái món mà được thấy bố Hải làm rồi là những cái công thức mà bố Hải chia sẻ thì đấy là những cái món ăn mà thực sự nó rất là thú vị và nó có một những cái nó phải có một cái sự gọi là rất là đặc biệt. Nó khác hoàn toàn so với những cái kênh YouTube channel mà mọi người chia sẻ về nấu ăn hay chia sẻ những cái công thức nấu ăn. Bởi vì con thấy là những cái món ăn bố làm thì đều nó có sự tỉ mỉ rất là cao. Gần như là mình chăm chút từ những cái khâu, từ mình chuẩn bị nguyên liệu như thế nào, rồi là mình sơ chế nó ra làm sao. Còn chưa kể là những cái công đoạn là mình đi chợ, mình chọn thịt rồi chọn rau củ quả đúng rồi.
mà có thể con nói thật với bố nhé là ok là con học được từ bố là công thức nào vào đây rồi, nhưng mà quay trở về nhà mà con làm thì con nghĩ là chưa chắc là đã có thể làm được như bố. Vấn đề là con sẽ làm được vài lần thì nó sẽ như thế, và con có bố ở đây mà, nếu con có gì thì con lại gọi trên kênh, lại comment ở trên kênh YouTube thì bố sẽ trả lời những cái thắc mắc đấy. Ok, không thì con sẽ gọi điện cho bố. Đúng rồi. Có điện thoại cho người thân. Và cái món bò nướng kim tiền của bố cho con cháu đã hoàn thiện rồi các cụ mợ nhá. Bây giờ cháu sẽ cắt ra cho các cụ mợ xem. Đây, cắt đây thì nó tại sao nó kim tiền, tiền vàng đây ạ. Đây, đây tiền vàng như thế này. Ui, bao. Wow. Đấy, tiền vàng đây này. Đấy, miếng lạp sườn này đấy. Đấy, người ta cụ hay gọi đây là tiền vàng. Đấy, như đồng tiền ý. Đấy. Thấy cái miếng lạp sườn giữ này đỏ, đẹp rất là đẹp. Đấy. Đây. Mình có thể gọi đây là bò viên, bò cuộn Thái Viên. Bò cuộn Thái Viên cũng được. Đấy, dễ hiểu cũng được. Nhưng mà các cụ tên kim tiền nghe hay như thế mà con tự nhiên là con đổi tên của món ăn của các cụ đi thì nghe. Không, đấy là ví dụ thôi, có cái tên của nó thì thực sự rất là ấn tượng. Rất là ấn tượng mà món ăn lại đẹp đấy chứ. Đấy, gan mới là cả lạp sườn với cả mỡ nằm trong này, nóng quá các cụ mỡ. Không nhỉ. Vừa đẹp vừa ngon. Và cái món ăn này là con thể hiện được cái tài khéo léo. Cụ mợ nào đi thi nấu ăn đấy. Cụ mợ nào mà đi thi nấu ăn đấy, làm mà chọn món này này, dễ được giải. Thế ra là khi mình cuột tay nó chắc rồi là mình phải chỉ, mình buộc vào nữa. Thế nên là khi thái ra thì cái cuộn nó rất là đẹp. Cái cuộn nó rất là đẹp và chắc vì nó sẽ không bị bung cái thịt hay là những cái khác nó nhìn nó bị rời rạc. Thì đấy là cái rất là quan trọng khi làm cái món này. Thế là mình cũng phải khéo tay một chút ra. Khéo tay một chút. Và vừa khéo léo mà lại còn phải vừa tỉ mỉ nữa con ạ. Đúng rồi. Thế là nói chung là nấu ăn thì để ra được món ăn, những cái món ăn này mọi người thấy thì nó không hề đơn giản một tí nào. Và thực sự một khi mà chúng ta đã cảm thấy là chúng ta muốn làm và thích làm thì chắc chắn thì những cái món ăn này mình có thể đầu tư hết những cái tâm huyết cũng như tình cảm của mình cho món ăn này. Thì khi người khác ăn thì sẽ cảm thấy thực sự rất là ngon. Đúng rồi. Và như thế là người ta cảm nhận được cả những cái giá trị mà người đầu bếp mang lại ấy. Khi mà con đã dành hết tâm huyết vào trong món ăn thì là cái người ăn người ta sẽ cảm nhận được là cái món ăn này có ngon hay không và có được dành tâm huyết cho nó nhiều hay không. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ cho như này. Và đói bụng rồi đấy. Đây xong bố sẽ coi con nếm thử. Sau khi mà chúng ta đã bày xong đĩa nhé con nhé. Thì các cụ hay rắc một chút hành phi này. Đấy, một chút hành phi lên trên này này. Đấy. Hành phi là cũng bố tự làm đúng không? Đúng rồi, hành phi bố tự làm. Và các cụ mợ ơi, các cụ mợ nhìn trong cái số mà phở trộn nhà cháu đã làm rồi, hướng dẫn làm hành phi nhé, làm phi hành gia đấy các cụ ạ, hướng dẫn các cụ làm phi hành gia đấy. Thế bây giờ các cụ sẽ nhìn như thế nhá, và một chút lạc giang. Đấy, thế là bố con nhà cháu đã hoàn thành xong cái món nước miếng rồi này. Bò nướng kim tiền. Ok.
Các cụ mợ ơi, bây giờ cái tiết mục thưởng thức cháu sẽ nhờ con trai cháu, các bạn ấy thưởng thức và bạn ấy cảm nhận, xong bạn sẽ nói với các cụ mợ xem là nó như thế nào nhá. Rồi, con ăn đi. Này nha. Ừ, con ăn một miếng. Ngon quá. Ngon quá. Không để ngừng nhai được. Con thấy bò như nào? Nhất nhá. Ừ. Để vớt thức ăn trong mồm để nói đỡ bị ồn. Thì thật sự cái miếng thịt bò khi mình làm như này á, mình có ở bên trong mình có mỡ súp mỡ lợn như vậy, thì miếng thịt bò mình nó rất là cảm giác ăn nó rất là mọng nước. Cái thứ hai nữa đấy là khi mình có, mình có ướp và mình có tưới, khi mà mình nướng ở trên cái than hoa thì câu chuyện là mình phải gần như là mình nướng mình phải quan sát đúng rồi, và tưới cái sốt đấy lên thì nó sẽ giữ ẩm cho cái miếng thịt bò của mình, nó không bị khô. Và quan trọng nhất là mình phải quan sát được cái khi nào cái miếng thịt bò của mình đến thời điểm đó thì nên dừng lại và nên để ra. Bởi vì là câu chuyện là mình nếu mình để quá lửa thì cái lớp thịt bò mình bọc ở ngoài nó sẽ bị cháy và nó bị khô. Ừ. Đấy, thế nên là mọi người cần phải, con nghĩ là mọi người phải để ý cái đoạn đó. Tức là cái thịt bò nó đã mềm rồi do đúng là rồi. Cái cách nướng. Và như cái cách chúng ta chia sẻ với các cụ mỡ ấy là ngoài cách nướng ra thì chúng ta còn phải chiên qua một chút. Thì đấy là cái mà làm cho thịt bò nó xe nhanh và nó chín ở trong nhanh, và mình chỉ cần nướng trên than hoa nó xé mặt, tức là mình cho ra rồi. Với lại cái nữa là cái món này nó có cái lạp sườn. Lạp sườn ở bên trong thì ăn vị nó rất là, con thấy rất là lạ nhé. Con thấy có một cái gì để nó hơi cay cay ngọt ngọt như kiểu rượu này vậy. Đúng rồi, tại vì cái, trong cái lạp sườn nó có rượu. Nên là cái mùi thơm rất là đặc trưng của cái lạp sườn nó làm cho cái món này nó lại tôn thêm được cái hương vị của cái món bò nướng kim tiền như thế này. Thật ra đây là một cái món bò mà nó không quá khó các cụ mợ ạ. Quan trọng là chúng ta đi chọn được cái thịt thăn bò ngon, tươi, ngon, to. Về chúng ta cắt thái đúng kỹ thuật và chúng ta dần ra, sau đó ướp với nước cốt hành, cốt tỏi và các loại gia vị thông thường kia thôi. Quấn vào với lạp sườn, với mỡ lợn và gan, sau đó nướng lên. Chiên qua rồi nướng lên. Thế là chúng ta đã có một món ăn rất là hấp dẫn như thế này. Mà nhất là nha, các cụ mợ mà có những cái bữa cỗ ấy, thì các cụ mợ đừng cho tỏi vào, các cụ mợ chỉ ướp cho cháu nước hành khô thôi cũng được. Sau đó các cụ mợ chiên và chiên xong rồi là nướng như thế này này. Bày đĩa ra thành ra có một món ăn rất là hợp mắt mà lại còn đẹp, lại ngon ngon nữa, đúng không? Ngon và bổ dưỡng, bổ dưỡng nữa. Những người tập thể hình như con là rất thích ăn thịt bò. Đúng rồi. Rất nhiều protein và khoáng chất và vitamin B6, B12 nữa. Đúng rồi. Và đây là cái món mà bò ta đấy mà con ăn thấy mềm như này, chứ nó không phải là bò ngoại mà chúng ta rất rất ngon, đúng không? Đúng rồi. Thì hy vọng rằng các cụ mợ sẽ làm cái món ăn này tại gia đình. Và bố con nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ những chương trình lần sau.